dù mới xuất hiện chưa lâu, nhưng các cây ATM gạo của Việt Nam đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều tờ báo, hãng thông tấn quốc tế như đăng CNN Reuters. Vào hôm 13 tháng 4, trang CNN đã đăng tải bài viết ca ngợi ý tưởng về các cây ATM gạo của Việt Nam, một cỗ máy phát gạo miễn phí, nghe có vẻ khó tin. Song những cây ATM gạo đã xuất hiện khắp Việt Nam để giúp đỡ người khó khăn trong đại dịch, nhà báo Ali Sali của CNN, Mỹ, viết. CNN cho biết nhằm giúp những người đột ngột mất thu nhập, các chủ doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã lắp đặt nhiều máy phát gạo tự động tại một số thành phố ở Việt Nam. Cùng ngày 13 tháng 4, trong bài viết về ATM gạo, hãng tin Reuters mô tả, chiếc máy phân phối 1,5 kg gạo từ một thùng chứa nhỏ cho những người lao động đang chờ đợi. Phần lớn họ là người bán hàng rong hoặc kiếm sống bằng nghề trả nhận tiền mặt như giúp việc, bán vé số. Bài viết của Reuters đã được các trang báo quốc tế dẫn lại và nhiều độc giả đã để lại bình luận khen ngợi ý tưởng này của Việt Nam trong thời điểm dịch Covid-19 đã tác động không hề nhỏ đến cuộc sống của mọi người. Ý kiến ở cuối bài báo đăng trên tờ Bangkok Post, một độc giả Thái Lan bình luận rằng ATM gạo là ý tưởng tuyệt vời, khi nhận gạo, bạn sẽ cảm giác như mình có thể vượt qua khó khăn. Hoan hô, tài khoản Tát Men viết. Vào ngày 17 tháng 4, trang FCMP cũng đăng tải đoạn video đưa tin về ATM gạo ở Việt Nam với tiêu đề Doanh nhân Việt Nam lập ra ATM gạo miễn phí để cung cấp cho người khó khăn giữa dịch Covid-19. Trong video là hình ảnh những người dân Việt Nam đứng xếp hàng, vui vẻ nhận gạo từ những cây ATM miễn phí. Trang Indian Times, ATM gạo là ý tưởng của một doanh nhân đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này đã được tài trợ bởi các doanh nhân và những mạnh thường quân khác để giúp đỡ những người bán hàng rong hay người lao động thất nghiệp đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn vì dịch Covid-19. Có thể thấy rằng, ATM gạo đã trở thành một trong những cách hỗ trợ người dân giữa dịch Covid-19 vô cùng thiết thực và ý nghĩa, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Ý tưởng này mang lại giá trị nhân văn sâu sắc, phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách của người Việt.